Disease and distraction. Living is a concept, a general word for being, breathing, and beating with your soul, lungs, and heart. The brain is of course involved with the processes of all of these, as well as every other wonderful, terrible, pleasurable, painful aspect of life. Living is being, as in being alive. In this way I suppose I, too, am living, because I am a being, I am breathing and my heart is beating. But, I will repeat myself, living is a concept. An abstract idea of what it means to exist. I believe that living and existing are two very different things. I am very good at existing, have done it all my life. I used to be good at living, that thing that involves more than existing, that thing that involves laughing, loving, learning, things that also involve the lungs, heart, and brain. I traveled, I spoke, introduced, sang, ran, ate, touched, adventured, contacted, lived. All of these things are a step further from the level of existing, of surviving, to the level that humans have reached as a society. Assurance instead of fear, abundance instead of deficiency, stability instead of uncertainty. And now the clock goes back. Not in time, but to a time. Time, the indefinite continued progress of existence and events in the past, present, and future regarded as a whole. Time, like living, is abstract. We have been thrown a curveball by nature. No, a curveball has been thrown to nature by the universe. The universe stuck a bare paw into a hive of bees to poke fun at the fact that we are never in control. We can mask that fact under our own masks, the ones that some people wear religiously and others throw to the side in an act of defiance or ignorance, or even egocentrism. We can hide that fact with short-term solutions which describe themselves, or long-term solutions that will only see an effect too late. We can hide as we are asked to, hide behind the word quarantine, which is a relief to those rare few who do it anyways but a bitter hindrance to families torn apart, children and adolescents who not only desire but require an education. And in this world time has almost come to a stop. Our focus has directed off of progression and shifted in a neck-snapping movement to a literal and metaphorical infection in society that has drawn together and torn apart humanity. It may enlighten you to know that I write this from my bathroom, where I have created a space of such comfort I spend even more time than usual in here. I have no use for time because she is abundant and alienated. I can't even remember the date, because every day is like the last one. I do the necessities, waking up, using the toilet, eating, drinking, breathing, thinking, reacting, sleeping. Existing. I do the distractions, internet, books, work, social media. Not living. The internet is a rabbit hole. Books are amusing, but diversions all the same. Entertainment. Work is non-existent, because I was laid off when the pandemic hit. It was never that enjoyable anyways, just a bill payer, so now I'm busy trying to find my passion that's also possible while detained in ostracism. Social media is no longer fulfilling or appealing. Diversions, to pass the clock. Distractions, to avert the mind. I exist, but do I have reason to live? Food, knowledge, fleeting felicity, nothing makes me feel full anymore. A forgotten person writes words soon to be forgotten by the reader in a world that has forgotten purpose in exchange for pleasure, projects, and pastime. I have never been an avid author. I prefer to absorb, accept and judge the words, writings, and worlds of writers. And as an editor, I was very good at it. But since I no longer have a job, working for someone else who pays me to be thoughtful and critical, I have decided to forget time and distract myself with a project. I will be thoughtful and critical of myself, and, using my own expertise, write my own world with words. I will do something I was never good enough at. I was never good enough to become an author. I was never good enough for Angela, my ex. I was never good enough to get into my dream university. Never, never, never enough, for my parents, for my teachers, for my employers, for me. But now I will be. I will write my book, distracted by nothing but my wonderful world of words, my words, not the words of some hotshot fresh grad who thinks they'll be the next Tolkien. I will let time pass, I will be stationary and stagnant in her river until I am ready to emerge, fresh and fulfilled and free. I'll get up off my lamenting, self-sorry rear end and make something of myself. No, I already am something. But I need to prove, not to anyone else, that I, James Francis Trevino, ignore my middle name, do not just exist, did not just hide from disaster, safe in my apartment with my cats and empty ramen cups.
I vomited, exploded, revealed myself through non-verbal correspondence. It's a process that's humbling, frightening, perplexing, divulging, unpar. Bệnh tật và mất tập trung sống là một khái niệm, một từ chung để chỉ tồn tại, thở và đập bằng tâm hồn, lá phổi và trái tim của bạn. Bộ não tất nhiên có liên quan đến các quá trình của tất cả những điều này, cũng như mọi khía cạnh tuyệt vời, khủng khiếp, thú vị và đau đớn khác của cuộc sống. Sống là hiện hữu, như đang sống. Theo cách này, tôi cho rằng tôi cũng đang sống. Bởi vì tôi là một thực thể, tôi đang thở và trái tim tôi đang đập. Nhưng tôi sẽ tự nhắc lại, sống là một khái niệm. Một ý tưởng trừu tượng về ý nghĩa của việc tồn tại. Tôi tin rằng sống và tồn tại là hai điều rất khác nhau. Tôi rất giỏi hiện hữu, đã làm được điều đó cả đời. Tôi đã từng sống tốt, thứ liên quan đến nhiều thứ hơn là hiện tại, thứ liên quan đến cười. Yêu thương, học tập, những thứ cũng liên quan đến phổi, tim và não. Tôi đi du lịch, tôi nói, giới thiệu, hát, chạy, ăn, chạm vào, phiêu lưu, tiếp xúc, sống. Tất cả những điều này là một bước tiến xa hơn từ mức độ hiện hữu, tồn tại, đến mức độ mà con người đã đạt tới với tư cách là một xã hội, đảm bảo thay vì sợ hãi, phong phú thay vì thiếu hụt, ổn định thay vì bất định. Và bây giờ đồng hồ quay ngược trở lại. Không phải trong thời gian, nhưng đến một thời điểm. Thời gian, tiến trình tiếp tục không xác định của sự tồn tại và các sự kiện trong quá khứ, hiện tại và tương lai được coi là toàn bộ. Thời gian, giống như sống, là trừu tượng. Bản chất chúng ta đã bị ném một quả cầu cong. Không, một quả cầu cong đã được vũ trụ ném về tự nhiên. Vũ trụ đã mắc kẹt một con gấu vào một tổ ong để chọc phá sự thật rằng chúng ta không bao giờ kiểm soát được. Chúng ta có thể che đậy sự thật đó dưới mặt nạ của chính mình, những thứ mà một số người đeo mặt nạ tôn giáo và những người khác ném sang một bên để hành động bất chấp hoặc thiếu hiểu biết, hoặc thậm chí là chủ nghĩa ích kỷ. Chúng ta có thể che giấu sự thật đó bằng các giải pháp ngắn hạn tự mô tả. Hoặc các giải pháp dài hạn sẽ chỉ thấy tác dụng quá muộn. Chúng ta có thể che giấu khi được yêu cầu, ẩn mình sau từ cách ly, đó là một sự nhẹ nhõm cho những người hiếm hoi làm điều đó dù sao nhưng là một trở ngại cay đắng đối với các gia đình bị chia cắt, trẻ em và thanh thiếu niên không chỉ mong muốn mà còn đòi hỏi sự giáo dục và thời gian thế giới này gần như đã dừng lại. Trọng tâm của chúng tôi đã hướng khỏi sự tiến triển và chuyển sang một phong trào ngoạm cổ sang một sự lây nhiễm theo nghĩa đen và ẩn dụ trong xã hội đã lôi kéo nhau và xé nát nhân loại. Có thể bạn sẽ khai sáng khi biết rằng tôi viết điều này từ phòng tắm của mình, nơi tôi đã tạo ra một không gian thoải mái đến mức tôi dành nhiều thời gian hơn bình thường ở đây. Tôi không sử dụng được thời gian vì cô ấy dồi dào và xa lánh. Tôi thậm chí không thể nhớ ngày tháng, vì ngày nào cũng giống ngày cuối cùng. Tôi làm những việc cần thiết, thức dậy, đi vệ sinh, ăn, uống, thở, suy nghĩ, phản ứng, ngủ. Hiện có, tôi làm những thứ gây sao nhãng, internet, sách, công việc, mạng xã hội. Không sống, internet là một lỗ hổng con thỏ. Sách rất thú vị, nhưng tất cả đều giống nhau. Giải trí, công việc là không tồn tại. Bởi vì tôi đã bị cho nghỉ việc khi đại dịch ập đến, dù sao thì điều đó chưa bao giờ thú vị như vậy, tôi chỉ là một người thanh toán hóa đơn, vì vậy bây giờ tôi đang bận cố gắng tìm kiếm niềm đam mê của mình cũng có thể thực hiện được trong khi bị giam giữ trong sự tẩy chay. Phương tiện truyền thông xã hội không còn đầy đủ hoặc hấp dẫn. Sự đa dạng, để vượt qua đồng hồ. Mất tập trung, để tránh tâm trí. Tôi tồn tại, nhưng tôi có lý do để sống. Thức ăn, kiến thức, cảm giác tội lỗi thoáng qua, không còn gì khiến tôi cảm thấy no nữa. Một người bị lãng quên viết những từ sớm bị người đọc lãng quên trong một thế giới đã quên mục đích để đổi lấy niềm vui, dự án và trò tiêu khiển. Tôi chưa bao giờ là một tác giả cuồng nhiệt. Tôi thích tiếp thu, chấp nhận và đánh giá những lời nói, tác phẩm và thế giới của các nhà văn, và với tư cách là một biên tập viên, tôi đã rất giỏi về điều đó. Nhưng vì tôi không còn việc làm nữa, làm việc cho một người khác trả tiền cho tôi để suy nghĩ và phê bình, tôi đã quyết định quên đi thời gian và phân tâm bản thân với một dự án. Tôi sẽ suy nghĩ và phê bình bản thân, và sử dụng kiến thức chuyên môn của mình để viết nên thế giới của riêng tôi bằng ngôn từ. Tôi sẽ làm điều gì đó mà tôi chưa bao giờ đủ giỏi. Tôi chưa bao giờ đủ giỏi để trở thành một tác giả. Tôi chưa bao giờ đủ tốt với Angela, người yêu cũ của tôi. Tôi không bao giờ đủ giỏi để vào được trường đại học mơ ước của mình. Không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ là đủ cho cha mẹ tôi, cho giáo viên của tôi, cho người chủ của tôi, cho tôi. Nhưng bây giờ tôi sẽ như vậy. Tôi sẽ viết cuốn sách của mình, không bị phân tâm bởi điều gì khác ngoài thế giới ngôn từ tuyệt vời của tôi, lời nói của tôi, không phải lời của một sinh viên mới tốt nghiệp giỏi giang, những người nghĩ rằng họ sẽ là Tolkien tiếp theo. Tôi sẽ để thời gian trôi qua, tôi sẽ đứng yên và trì trệ trong dòng sông của cô ấy cho đến khi tôi sẵn sàng xuất hiện, tươi mới và hoàn thành và tự do. Tôi sẽ rời khỏi đuôi xe đầy than thở, tự hối lỗi và tự làm một điều gì đó cho bản thân.
Không, tôi đã là một cái gì đó, nhưng tôi cần phải chứng minh không phải cho bất kỳ ai khác rằng tôi, James Francis Trevino, bỏ qua tên đệm của tôi, không chỉ tồn tại, không chỉ trốn tránh thảm họa, an toàn trong căn hộ của tôi với những con mèo của tôi. Và cốc ramen rỗng, tôi nôn mửa, bùng nổ, bộc lộ bản thân qua những thư từ không lời. Đó là một quá trình khiêm tốn, đáng sợ, bối rối, tiết lộ, bỏ qua.